Sau bằng Nhật xin chào cả nhà, em lại tiếp tục cập nhật giới thiệu các bác chiếc máy lọc khí hàng khủng Panasonic VXH80. Bình thường cái model VXH70 cũng đã hiếm rồi, thì con này VXH80 càng hiếm ạ. Bản thân ở bên Nhật thì đối với những cái máy to này thì nó không có nhiều, thì phòng bên Nhật nó cũng khá nhỏ. Một con máy to đầu tư cũng khá đắt tiền, con này có giá là 20 mấy triệu tại thời điểm nó sản xuất. Đấy, các bác nào có thể tìm hiểu ở trên mấy cái kênh giao bán hàng cũ bên Nhật ấy, thấy giá cả của nó. Một con phải nói là full tất cả các tính năng, không còn có thiếu một cái gì nữa cả. Hình thức thì là mặt nhũ có nhé, mặt nhũ nguyên bản này còn khá là đẹp này. Máy to dùng cho phòng khoảng 55m² trở lại. Con này mà nhét vào phòng ngủ thì chạy vèo 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 lọc cái sạch ngay. Hình thức còn rất là đẹp, đẹp đều luôn, đúng chất bãi nguyên bản, hàng chất bãi luôn, đẹp. Nói chung là không có gì để chê. Đấy, bác nào mà chê con này nữa thì đúng là thật sự chịu luôn. Độ VIP lớn nhất của máy rồi. Đây, cảm biến phát hiện người các bạn ạ. Đấy, báo phần trăm độ ẩm bằng số điện tử. Yeah, công nghệ Eco mã số 3 nha. Còn các cái trên này tính năng thì như các máy khác này thôi. Giá đấu điện 220V. VXH80. Con này thì cái màng đi theo máy của nó vẫn còn khá đẹp, rất là đẹp, em để nguyên nhé. Màng nhập về màng nó còn rất là đẹp. Màng than hoạt tính rất là dày. Một con máy xuất sắc về mọi thứ. Chả có gì để chê cả. Những cái con máy to như này thật sự không có nhiều, rất là hiếm, không có nhiều đâu ạ. Bên đây là khu vực bình nước bù ẩm này, những ngày hanh khô các bác dùng điều hòa nhiều, các bác cho nước vào bình thì các bác bù ẩm làm tăng độ ẩm phòng lên nhé. Đấy, sẽ giảm đi cái cảm giác khô hanh trong phòng, tay chân không bị khô ra nứt nẻ đâu. Màng tàu ẩm zin theo máy còn khá là đẹp. Một con máy hoàn hảo tất cả mọi thứ, từ hình thức cho đến nội ngoại thất, ok. Hàng VIP nhất phân khúc của bánh xe đầy nha, đây nha. VIP cao cấp nhất tại thời điểm ra mắt, to nhất. À, trong số máy này sản xuất năm 2012, 74W, ngang bằng đúng con Daikin đồng hồ vuông 75W, VXH80, mã series 0824233. Đây, bác làm mua thì gửi đúng mã số con này nhé. Con máy nói chung là rất hoàn hảo đẹp. Con này vào những cái thời điểm trước thì nói chung các bác toàn trên 5 triệu thôi ạ. Thời điểm này em bán là 3,6 triệu. 3 triệu 6 cho một chiếc hàng VIP này, bác nào nhanh tay nhé, có duy nhất một chiếc thôi, bảo hành 1 năm, đã chưa phí vận chuyển. Xuất sắc. Có thể xem cái chức năng bụi mịn 2.5. Nhiều khi quay video thì em hay quên. Chất lượng không khí bên ngoài đang khá là vừa đây, vẫn ở trong ngưỡng xanh thì vẫn an toàn thôi. Dạ, như mình có thể xếp vào đây. Rất là khỏe, máy công suất lớn các bạn, to khỏe. Để chất lượng không khí đang rất là tốt nhé. 3,6 triệu các bác nha, bác nào lấy các bác liên hệ nha. Bảo hành 1 năm. Đấy, hàng khủng không có nhiều đâu ạ. Đấy, một chiếc duy nhất thôi. Đấy, chất lượng không khí rất là tốt rồi các bác nha. Và xin chào các bác.